Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Jungle Resort and Casino. Cơm Việt Cali.com, cơm phần 3 món, ăn ngon nhớ hoài, 714-989-9911 và 714-548-1823. Health and Beauty Network, giúp bạn tự tin yêu đời với mỹ phẩm Natura, 714-467-9071. Tèo Thai Club, 714-983 Võ Xe hay 714-983-8693, chợ Đông Ba với các món ngon xứ Huế, 714-891-8028. Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm, 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân, nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Lái về một trong năm xe hơi và nhận được 50.000 tiền mặt chỉ có tại Pala Casino Spa and Resort. Vào ngày hôm qua, tại sông Hương, cầu Tràng Tiền, ngay tại Thừa Thiên Huế đã có một nhóm những nhà làm nghệ thuật, những thanh niên trẻ đã hóa trang thành những buổi lễ cầu hồn, cầu những cái con cá ngay tại đây. Như trên hình quý vị đang thấy một người đàn ông tô trắng hết tất cả, dạ giống như là Hà Bá vậy đó anh. Và miệng thì ngậm một con cá và trường bò đi khắp các khu vực ở sông Hương, trên vỉa hè, quanh quanh đó đó là có những cái người đàn dạo, rồi kể cả có một người ngoại quốc, một người Pháp nữa cũng ủng hộ và hóa trang theo cái phong trào này. Đây là một người Pháp cầm những cái kèn và đi thổi theo. Nhưng mà chỉ trong vòng có một vài chục phút thôi thì đã bị chính quyền của Huế đã chặn lại và đem về đồn để xử lý, thưa quý vị. Rồi sau đó được thả ra, nhưng mà chúng tôi được biết là công an đã tịch thu camera và những dụng cụ và yêu cầu anh này phải tẩy trang đi. Ngoài ra vào ngày hôm qua, như chúng tôi đã loan báo, là đã có những cuộc biểu tình nổ ra ngay tại trước mặt những cái trạm cơ quan của công an. Ngoài ra thì những người dân ngay tại Quảng Bình, sự việc diễn ra tại Quảng Bình đã bám trụ lại qua đêm tại những khu vực này để tổ chức biểu tình hàng loạt từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế vào ngày hôm nay, thưa quý vị. Mặc dù các giới chức Đà Nẵng đã đưa ra một thông báo và họ nói rằng nước biển tại Đà Nẵng đã coi như quý vị có thể an toàn, nhưng mà tuy nhiên vào sáng ngày hôm nay, những hình ảnh mới nhất cho thấy là hàng loạt, không phải là một vài con cá nữa mà có tới cả hàng trăm, hàng ngàn con cá chết đã trôi dạt vào bờ đoạn khu vực bãi biển Thanh Khê gần Nam Ô Xuân Thiều, thưa quý vị khán thính giả. Việc này đã làm nên những cái lo ngại của sức khỏe những người dân Đà Nẵng. Và theo như những người dân, nhất là những người mà bán ở tại các khu chợ quận Liên Chiểu đó, quý vị có thể thấy những cái hàng tôm, hàng cá rất là vắng vẻ. Và họ nói rằng trong vòng một tháng vừa qua họ không thể nào bán được một con tôm, con cá nào cả. Và bây giờ họ tự hỏi, một câu hỏi đặt ra là số phận họ sẽ như thế nào, gia đình họ sẽ ăn cái gì, con cá sẽ học ra sao. Bao nhiêu triệu người bị ảnh hưởng. Vâng, thưa quý vị, đây là một người dân thành phố Đà Nẵng, cô ta trong một cuộc phỏng vấn của những người phóng viên địa phương đó, thâu bằng thiết bị phone, thôi sơ, người ta nói là bây giờ chính quyền có giải quyết được cho con tôi đi học thêm, học bớt ra việc ăn uống cho con tôi như thế nào hay không. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là bước sang ngày 30, thưa quý vị, và dự trù đó là đến ngày 1, họ nói rằng là ngày 1 đây thì phía Việt Nam đã kêu gọi, đã gửi đi khắp nơi rồi, sẽ thực hiện các cuộc biểu tình. Chưa biết được diễn biến của cuộc biểu tình này sẽ được thành công hay không. Họ đã gửi đi khắp nơi và kêu gọi xuống đường để mà lên án về tình trạng mà những vụ nước thải. Cho đến giờ phút này thì khổ nỗi là người ta chỉ nghe từ ngữ thôi. Một cái điểm đặc biệt đó là số liệu trong nước biển có cái chất gì, nồng độ gì, nó cao bao nhiêu, có thủy ngân hay không, có chất kim loại nặng, những cái chất liệu cần phải số liệu hóa học, không ai đưa ra được hết. Bộ trưởng môi sinh, bộ trưởng tài nguyên môi trường, con khỉ gì đó, chẳng có ai đưa ra bất cứ một cái điều gì hết. Bên cạnh đó cũng chẳng kêu gọi sự hỗ trợ của Úc, của Tân Tây Lan hoặc là của Pháp, của Mỹ, mà
thỉnh nguyện thư lên đến cả vài trăm ngàn chữ ký. Lẽ đương nhiên Tổng thống Obama sẽ nhận lá thư này, bởi vì trên 100 ngàn trong vòng một tháng thì sẽ nhận. Nhưng mà Tòa Bạch Ốc cũng sẽ không thể có hành động nào cho đến khi được nhận được yêu cầu chính thức từ phía nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản đó anh Tuấn. Dạ vâng. Thưa quý vị, đây là bản đồ của Hà Tĩnh, khu công nghiệp Formosa, và đây là điểm cuối cùng mà người ta phát hiện được cá chết. Một câu hỏi đặt ra đó là tại sao diễn biến ngay tại Formosa, Hà Tĩnh? Tuy nhiên đó thì cá không có chết ngay từ đoạn từ phía Bắc đi tới Hải Phòng ra Vịnh Bắc Bộ, mà tràn ngược về phía Nam và kết thúc ở Đà Nẵng. Các nhà khoa học ở ngoài nước đã phân tích về dòng hải lưu của ngoài biển, thưa quý vị. Đi xuống miền phía Nam. Vào mùa này đó, dòng hải lưu sẽ từ Vịnh Bắc Bộ đi xuống. Có nghĩa là kéo theo những cái chất độc hải từ khu vực Formosa đi xuống Đà Nẵng, mà không có dòng hải lưu từ đi ngược đi trên. Và đó là một luận cứ mà người ta nói rằng đây là chính xác nhất để có thể quy án. Mặc dù chính quyền Việt Nam vẫn chưa có xác định, người ta không có xác định là do vụ án này có phải là do Formosa gây ra hay không, nhưng mà nhà khoa học nó biết là 100% đây là chất độc của nhà máy này gây ra. Chắc chắn rồi, bây giờ mà nếu mà chất độc gây ra thì nó bùng nổ lớn và dính tới thủ tướng, bí thư, tất cả những người lãnh đạo. Chính vì thế quý vị thấy đa số các lãnh đạo im hơi lặng tiếng và họ cố gắng nhấn chìm xuồng cái vụ này càng nhiều càng tốt, thưa quý vị. Cái điều nguy hiểm đó như là cái bản mũi tên mà anh Tuấn đang vẽ, là cái luồng nước độc này nó đang đi xuống phía Nam. Dạ vâng. Và như vậy đó, Nha Trang ha, sắp tới đó, rồi những cái bờ biển khác, Phan Thiết vân vân, từ từ sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta chờ đợi hay xong. Bây giờ cái câu hỏi lớn đặt ra, nếu mà không giải quyết cái tình trạng này, cá sẽ còn chết nhiều nữa, thưa quý vị. Quay sang các bản tin liên quan đến tình hình Hoa Kỳ, ngày hôm qua quý vị đã nghe FBI đã ra lệnh chính thức truy nã đến khu vực San Bernardino, bắt 3 người, trong đó có người em trai hay người anh trai của Syed Farouk. Và người bị bắt là, thưa quý vị, Syed Rizwan Farouk. Ngay sau khi bị bắt ra tòa thì tòa hỏi anh có nhận tội về tội thứ nhất đó là âm mưu, và thứ nhì là hôn nhân giả hay không. Thì Rizwan Farouk tuyên bố tôi không có chấp nhận tội là âm mưu để, thưa quý vị, lập ra cái phương cách để giúp cho người vợ của ông, là em gái vợ của ông. Cho nên có 3 người bị bắt, là thứ nhất là em của Farouk, thứ nhì là vợ của em Farouk, và thứ ba là em gái. 3 người này, một cái tên bạn của Farouk á, là một người đã từng nói đó là cây súng thuộc về y đó, thì hôm nay cũng bị bắt luôn, và tên này đã đang bị giam giữ, chưa được đóng tiền tại ngoại hầu tra vì âm mưu khủng bố và âm mưu lấy em vợ của tên Farouk này. Chỉ là một đám cưới giả. Họ lập ra những cái bằng chứng cho thấy rằng là chụp hình như là những cái đám cưới giả khác, chụp hình rồi đủ hết, sống chung ở một cái địa chỉ ở San Bernardino. Nhưng mà sau thời gian theo dõi thì cảnh sát thấy rõ đó là cái tên này sống ở nhà riêng và em vợ của Farouk sống ở nhà riêng với nhau. Cả 3 người bị bắt. Và nếu bị kết tội đó, cô gái này có thể lên án tới 25 hoặc là 30 năm tù luôn. Bởi vì cái tội mà nói dối với cơ quan điều tra là án cái tối đa là 25 năm tù. Tội lừa đảo về vấn đề hôn nhân là 6 năm tù. Dạ vâng. Thưa quý vị, rất nhanh thôi, ngày hôm kia một vụ nổ súng của một thanh niên 15 tuổi gốc Việt đã nổ ra. Và ngày hôm nay tin tức từ OC Register cho biết thanh niên này là Philip Nguyễn, 15 tuổi. Khi mà đứng ngay trước mặt trường Bosa Grande đó, thì đã có một cuộc cãi nhau dữ dội với một người đàn ông là nạn nhân của y, 42 tuổi. Rồi sau đó Philip Nguyễn đã rút súng bắn vào đầu và cũng giống như vào lưng của nạn nhân, sau đó vứt súng bỏ chạy, cảnh sát đã bắt được. Vào ngày hôm nay OC Register cho biết là Philip Nguyễn sẽ phải đối mặt với một bản án như là một người trưởng thành, thưa quý vị. Wow. Sẽ phải đối diện với bản án tới 32 năm tù giam. Và hơn nữa, số tiền thế chân của tên này sẽ lên tới 1 triệu đô la, sẽ ra tòa vào sáng ngày hôm nay. Và 11 giờ trưa nay, kính mời quý khán giả theo dõi lại chương trình Mỗi Tuần Một Vấn Đề với anh Đoàn Trọng phỏng vấn
ông Hồ Văn Xuân Nhi đưa ra những cái luận cứ liên quan đến quan hệ giữa bà thượng nghị sĩ California Janet Nguyễn với giám sát viên Andrew Đỗ đã bị rạn nứt như thế nào. Và tất cả những cái chi tiết này đã được quý khán thính giả yêu cầu để được chiếu lại. 11 giờ trưa nay, mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn đặc biệt này để tìm hiểu thêm về sinh hoạt chính trị trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Kính chúc quý vị một cuối tuần an lành.